kính chào quý vị và bà con nông dân. Sương mù khá dày cùng với bầu trời nhiều mây âm u khiến cho người dân miền Bắc có cảm giác lạnh hơn. Ngày đêm nay, không khí lạnh sẽ tăng cường khiến cho nhiệt độ thấp nhất sáng sớm mai giảm xuống khoảng từ 2 đến 3 độ, chỉ còn từ 9 đến 12 độ. Ban ngày tiết trời sẽ âm u và mưa nhỏ rải rác trong ngày thứ bảy, trời lại chuyển rét đậm rét hại với nhiệt độ cao nhất chỉ ở mức từ 13 đến 16 độ. Đợt này nhiệt độ không xuống quá thấp như đợt trước nhưng mà rét kéo dài sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của người dân. Tương tự miền Bắc, các tỉnh Trung Bộ sẽ đón gió mùa đông bắc gây mưa từ ngày mai 17 tháng 1. Mưa tập trung nhiều hơn tại các tỉnh Trung Trung Bộ trong 2 ngày cuối tuần này. Trời rét đậm tại các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh với nhiệt độ ngày đêm dao động từ 12 đến 18 độ và rét tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế với nhiệt độ là từ 13 đến 20 độ. Vì vậy, ngay từ bây giờ, bà con nơi đây cần tiếp tục có các biện pháp ủ ấm và tránh rét cho cây trồng vật nuôi, tránh xảy ra thiệt hại khi Tết Nguyên đán sắp tới. Trên thực tế là ngay trong đợt mưa rét vừa qua, bà con nông dân ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng phải lao đao vì mưa rét đã khiến cho hơn 900 gia súc chết. Con số thiệt hại này thậm chí còn nghiêm trọng hơn các tỉnh vùng núi phía Bắc. Mặc dù Thừa Thiên Huế không nằm trong diện rét đậm rét hại. Theo chính quyền địa phương, do từ đầu tháng 10 đến nay, toàn huyện bị mưa nhiều nên cỏ cây chết sạch. Vì thế, nguồn thức ăn cho gia súc bị cạn kiệt, dẫn đến chết đói và rét. Trước tình hình này, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu địa phương thành lập các đoàn công tác với sự tham gia của các cơ quan chuyên môn về cơ sở để đánh giá hiện trạng, nguyên nhân cũng như là hướng dẫn việc phòng chống rét cho người, vật nuôi, cây trồng. Bên cạnh đó, chủ động bố trí ngân sách địa phương, quỹ phòng chống thiên tai và các nguồn lực tại chỗ để kịp thời khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân. Khép lại bản tin hôm nay là dự báo nhiệt độ các khu vực trong đêm nay và ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin thời tiết tiếp theo. Thank you.